Và liên tục chương trình xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Mấy Nhịp Cầu Tre, được thể hiện qua tiếng hát của nam nghệ sĩ Lương Triệu Thái và nữ nghệ sĩ Như Thủy. Xin mời quý vị thưởng thức. Lẹ lẹ lên đi em, về tới quê anh rồi. Dạ. Trời ơi, đi về quê anh mà qua cái cầu tre như thế này á, khó đi quá hả? À, cầu tre quê anh nói vậy đó. Em đếm được hả? Để anh dắt em qua nha.
Yeah.